thứ 21 của Lars Tiller là pha lập công duy nhất của trận đấu. Và chừng đó là đủ để đội tuyển Đức đăng quang chức vô địch Cúp Liên đoàn các châu lục năm 2017. Trước trận chung kết thì trận đấu tranh hạng 3 của Cúp Liên đoàn các châu lục cũng đã diễn ra giữa hai đội tuyển Mexico và đội tuyển Bồ Đào Nha. Cả hai đội tuyển này đều có lối chơi rất chặt chẽ. Chính vì thế, kết quả của trận đấu chỉ được quyết định sau 120 phút thi đấu chính thức. Cả hai bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức đều được ghi bởi các cầu thủ Bồ Đào Nha. Neto đã phản lưới nhà ở phút thứ 55 trước khi người đã cặp trung vệ với anh Pepe sửa sai bằng bàn gỡ ở phút cuối cùng. Trong 30 phút hiệp phụ, đội tuyển Bồ Đào Nha có thêm một bàn nhờ công của Adrian Silva để thắng 2-1 và giành vị trí thứ 3 tại Cúp Liên đoàn các châu lục. Hôm qua đã diễn ra chặng 2 của giải đua xe đạp Tour de France 2017 và điểm nhấn chính là những pha va chạm cũng như là những tai nạn. Ở chặng 2, đương kim vô địch Chris Froome đã gặp phải một va chạm khi cách đích 30 km. Rất may là sau đó anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu và hoàn thành chặng đua chứ không phải bỏ cuộc như Van Vecde ở chặng 1. Về nhất chặng 2 là quân Max Kiten với thời gian 4 giờ 37 phút 6 giây.